video này tôi sẽ chia sẻ cùng bạn các bước chuẩn bị làm thế nào để bắt đầu triển khai một kênh marketing. Mấy hôm nay tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về các bạn. Tôi bao giờ muốn tiếp cận nhiều khách hàng trên Internet và xây kênh bán hàng, tiếp cận nhiều khách hàng hơn thì bắt đầu từ đâu, làm như thế nào? Thì bước số 1, bạn phải xác định rõ khách hàng của bạn, khách hàng mục tiêu của bạn ở đâu, họ đang ở nền tảng nào, ở YouTube, TikTok hay là Zalo vân vân, và bạn mong muốn bán sản phẩm gì, đúng không ạ? Sau đó chúng ta có bước quan trọng nhất, đó là gì? Chúng ta xác định thị trường và phân tích đối thủ bằng cách chúng ta gõ vào Google, gõ vào YouTube và một số tool, ví dụ Google Trend, Google Keyword Planner, Tuneo, và bạn muốn phân tích đối thủ xem sản phẩm đó bán giá như thế nào và nhiều đối thủ không, thì có rất nhiều công cụ. Tuy nhiên công cụ đơn giản đó là Matrix, và tất nhiên có nhiều AI hỗ trợ các bạn về công việc này nữa. Nhưng quan trọng hơn cả là bạn phải xác định rõ về tư duy của bạn, bởi vì trong quan trọng nhất là tư duy, đúng không nào? Chúng ta xác định thị trường đúng thì chúng ta mới đánh trúng, đúng không ạ? Và sau này chúng ta bắt đầu mới lên kế hoạch sáng tạo nội dung, viết những gì, làm những video nào thì nhóm khách hàng đối tượng đó họ thích thú, và sau này từ những cái content lành đó, là content lành là gì, là content tiếp cận đám đông xoay quanh đối tượng đó, và sau đó thì chúng ta bắt đầu từ trong nhóm nội dung content đấy, thì lúc này chúng ta luôn những content chia sẻ về giá trị sản phẩm, dịch vụ. Nếu bạn là chuyên gia thì chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của bạn. Còn nếu bạn bán sản phẩm vật lý thì bạn chia sẻ những cái mẹo, những cách sử dụng, những cách phân tích đo lường hoặc là so sánh chẳng hạn, vân vân, để chia sẻ, và họ thường quan tâm, họ vào đọc và xem những video đó, đúng nào? Thì đấy được gọi là content ấm. Và sau này chúng ta chèn vào nội dung có cấu trúc 16 bước bán hàng. Ví dụ video bán hàng thì có cấu trúc của video bán hàng. Thế đấy gồm có 3 cái nội dung chính: thị trường lạnh, thị trường ấm và thị trường nóng. Và để làm được những điều đó thì chúng ta cần có một việc quan trọng nữa, đó là chúng ta đi bắt đầu xác định nền tảng mạng xã hội, đúng nào? Ví dụ khách hàng của bạn ở YouTube, ở TikTok, ở Zalo vân vân, thì lúc này chúng ta bắt đầu sáng tạo nội dung và xây kênh. Thì theo lời khuyên của tôi, nếu bạn là chuyên gia hoặc bạn bán sản phẩm giá cao bền vững thì bạn phải bắt buộc lên YouTube, lên blog là nền tảng lớn nhất và nó có lợi thế nhất, bởi vì bạn hiểu một video ngắn thì nó viral rất nhanh, tuy nhiên nó sẽ chìm xuống và khi khách hàng tìm kiếm cái nội dung đó sẽ không nhìn thấy. Nhưng nếu bạn làm một cái video dài trên kênh YouTube thì bạn đặt từ khóa đúng và khách hàng tìm kiếm cái từ khóa đó thì 10 năm, 20 năm sau, thậm chí nhiều năm sau, video vẫn ở đó và nó trở thành một cái cỗ máy tìm kiếm khách hàng tiềm năng thường xuyên liên tục cho chúng ta. Còn những video trên Facebook thì video reel nó viral rất là tốt. Tuy nhiên có video giai đoạn này mới ra gọi là video WAP thì nó cũng đã khá tốt rồi. Tuy nhiên so với YouTube thì nó vẫn là nền tảng nhỏ hơn, và đồng thời khi chúng ta search Google thì nó không tìm thấy và nó không có cái thuật toán SEO, SEO giống như YouTube. Vì vậy lời khuyên của tôi, tất cả những học viên, những người tôi tư vấn đồng hành thì tôi đều hướng dẫn họ làm kênh YouTube là không thể bỏ qua, thứ hai là Facebook, bởi vì nền tảng đó là những người lớn tuổi và hành vi bây giờ như các bạn thấy thì các cụ cũng đều đã sử dụng, phải không ạ? Facebook. Và theo con số thống kê thì một ngày một người như vậy, tâm trí của họ ở trên mạng xã hội khoảng 7 giờ đồng hồ các bạn. Có thể bạn nghĩ là người ta đọc một vài chục phút thôi, hoặc xem một bộ phim, hoặc xem những cái nội dung trên đó, nhưng tâm trí của họ thì luôn ở trên đó. Bởi vì khi họ cần một cái gì đó, nghĩ đến một điều gì đó thì họ đều gõ vào một nền tảng mạng xã hội nào đó, bất kỳ họ là giải trí hay là họ tìm kiếm sản phẩm, phân tích, nghiên cứu, đúng không ạ? Nhưng trong marketing thì chúng ta phải thấu hiểu là gì? Về nhu cầu và hành vi con người là chúng ta cần có 37 lần tăng điểm chạm. Thì đó được gọi là chúng ta sản xuất nội dung để thả thính, đúng không nào? Và sau này có nội dung ấm để chúng ta chuyển đổi và chúng ta bán hàng. Và một khách hàng như vậy để họ xuống tiền thì phải có lý do đủ lớn.
và khi họ cần đến sản phẩm nào đó, họ gõ thì tìm thấy ta và họ nhớ đến chúng ta, và lúc đó chính là lúc bắt đầu họ bắt đầu biết đến chúng ta, nhớ đến chúng ta và họ trải nghiệm, tin tưởng chúng ta, và yếu tố mua hàng sẽ là quyết định yếu tố mà những người thắng lợi. Ví dụ như các bạn thấy bây giờ một cửa hàng mặt bằng rất là đẹp, tuy nhiên người qua lại và hành vi của họ bắt đầu mua sắm trên online rất là nhiều, đúng không ạ? Và thường tôi thường toàn bộ những công việc mua sắm của tôi là tôi đều tìm kiếm trên online và sau đó có thể là offline, nhưng tôi đều tìm biết đến từ online và sau đó tôi mới tìm đến offline. Và rất nhiều cửa hàng như vậy, thay vì các bạn và vay mượn, đúng nào, thuê mặt bằng nhất sự, thì bây giờ chi phí rẻ nhất là không có con đường nào khác là bạn phải lên online. Và như các bạn thấy, giá trị của một cái kênh, ai đó sở hữu một cái kênh 100k thì nó còn giá trị hơn nhiều những nhà sản xuất, đúng nào. Và những cái sai lầm lớn ấy là chúng ta thường mắc kẹt là tập trung vào sản phẩm mà không tập trung vào khách hàng. Nhưng nguyên tắc là chúng ta phải tìm khách hàng và test thị trường trước. Và nếu bạn đầu tư tiền vào mặt bằng, nhân sự hay sản phẩm thì rất là tốn kém và rủi ro nó lớn. Nếu bạn tập trung vào online thì chúng ta hoàn toàn cùng một cái tệp khách hàng đấy, chúng ta test sản phẩm này không bán được thì chúng ta bán sản phẩm khác, đúng nào. Thậm chí sau này chúng ta có chiến lược phễu là bán nhiều sản phẩm cho cùng một khách hàng và biến khách hàng trở thành fan, quay lại mua những sản phẩm tiếp theo của chúng ta. Và đấy là một phần nhỏ của marketing. Và nếu bạn là người mới thì bạn phải chuẩn bị xác định nền tảng mạng xã hội và xác định thị trường bạn phục vụ ai, viết bài làm video cho ai. Và nhất thiết rồi, bây giờ phải làm video, bởi vì video các bạn biết viral rất là tốt, và hành vi bây giờ rất nhiều người thích xem video, họ không có thời gian để đọc bài viết, đúng không ạ? Thì đấy là những cái yếu tố. Và cái thứ hai là chúng ta phải có biết học về nền tảng thuật toán của các nền tảng. Sau đó chúng ta sẽ học về cách viết bài như thế nào. Còn cách viết bài thì có những video trước tôi được hướng dẫn, bạn có thể quay lại xem những video trước trên kênh YouTube của tôi.